5 năm sau khi Tòa trọng tài quốc tế đưa ra phán quyết bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ ra ở Biển Đông, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục khẳng định ủng hộ chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump về việc bác bỏ hầu hết các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực này. Trong chuyến công du Đông Nam Á, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhắc lại lời khẳng định này và cáo buộc Trung Quốc đang không ngừng cưỡng ép và hăm dọa ở Biển Đông. Động thái chắc chắn sẽ khiến cho quan hệ của Mỹ-Trung có thêm nhiều sóng gió. Chưa dừng lại ở đó, một thượng nghị sĩ của Mỹ còn ca ngợi mối quan hệ của Litva với Đài Loan và tất cả những gì liên quan đến Đài Loan đều là lằn ranh đỏ mà Trung Quốc không muốn ai vượt qua. Trung Quốc tiếp tục thị uy Đài Loan bằng cách đưa hai máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Quay lại với những cơn ác mộng ở Afghanistan, nếu có ai hỏi lực lượng Taliban đã bớt hung hãn hay chưa, thì câu trả lời vẫn là chưa. Lực lượng này vừa tuyên án tử đối với anh trai của thông dịch viên Afghanistan làm việc cho quân đội Mỹ. Trong bối cảnh sân bay Kabul vẫn tiếp tục hỗn loạn, nhiều đồng minh gây áp lực lên Mỹ về thời hạn rút quân. Phụ nữ ở Mỹ Latin thể hiện tình đoàn kết với Afghanistan. Các thông tin đáng chú ý khác, đặc phái viên Mỹ sẵn sàng gặp Triều Tiên mọi lúc mọi nơi. Tổng thống Nga dự lễ khai mạc Army Games 2021 và diễn đàn Army 2021. Tổng thống Philippines sẽ không từ giã chính trường sau khi mãn nhiệm. Đường hầm gió siêu tốc của Trung Quốc dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Tất cả sẽ được cập nhật trong FBNC Thế giới hôm nay ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu thông tin về quan hệ Mỹ-Trung. Vào ngày 24 tháng 8 vừa qua, trong chuyến thăm Singapore, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói rằng Trung Quốc tiếp tục cưỡng ép và hăm dọa ở Biển Đông. Đồng thời, bà cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong chuyến công du Singapore, khi đang công bố tầm nhìn của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong các chính sách của Washington, bà Harris nói. Chúng tôi biết rằng Bắc Kinh đang tiếp tục đe dọa, cưỡng ép và đưa ra những tuyên bố chủ quyền phi pháp đối với phần lớn Biển Đông. Những hành động của Bắc Kinh tiếp tục đe dọa trật tự quốc tế dựa trên luật pháp cũng như chủ quyền của các nước. Qua đó, bà Harris tuyên bố sẽ sát cánh cùng với các đồng minh và đối tác để đối phó với những mối đe dọa đến từ Trung Quốc. Biển Đông là một tuyến đường thủy chiến lược với tiềm năng rất lớn về dầu khí. Khu vực này có tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Bên cạnh Biển Đông thì Đài Loan cũng là nguyên nhân khiến cho quan hệ Mỹ-Trung thêm căng thẳng. Và mới đây, thượng nghị sĩ của Mỹ Tedros đã viết một lá thư cho đặc phái viên của Litva tại Mỹ là bà Olga Lepais để ca ngợi việc Litva mở rộng quan hệ với Đài Loan bằng cách cùng nhau thành lập các văn phòng đại diện. Lời ca ngợi này chắc chắn sẽ khiến cho Trung Quốc thêm tức giận. Mới đây, thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz đã viết một lá thư cho đặc phái viên của Litva tại Mỹ là bà Audra Blepait. Trong đó, ông Cruz mô tả Đài Loan là ngọn hải đăng của dân chủ, tự do và thịnh vượng kinh tế, là những giá trị đi ngược lại với mọi thứ mà Trung Quốc đại diện. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh tìm cách phi pháp hóa chủ quyền của Đài Loan bằng cách làm xói mòn ngoại giao và an ninh của hòn đảo. Tuy nhiên, việc Litva thắt chặt mối quan hệ với Đài Loan sẽ mang lại lợi ích cho cả hai, phù hợp với cam kết của Mỹ trong việc chống lại chủ nghĩa độc tài. Ông Cruz cảnh báo Litva sẽ tiếp tục phải đối mặt với sự trả đũa dai dẳng từ Bắc Kinh vì sự ủng hộ của họ đối với Đài Loan. Tuy nhiên, ông đảm bảo với bà Blepait rằng Washington sẽ giúp quốc gia Baltic này chống lại sức ép của Trung Quốc khi nước này mở rộng quan hệ với Đài Loan. Tiếp tục thể hiện sự tức giận vì mối quan hệ giữa Litva và Đài Loan, trong ngày 23 tháng 8 vừa qua, thì lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã đưa hai máy bay quân sự tiến vào vùng nhận dạng hồng không của Đài Loan, đánh dấu lần xâm nhập thứ 9 trong tháng này. Như mỗi lần thì Đài Loan đã cử máy bay phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay của Trung Quốc. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, mới đây một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân PLAAF và một máy bay tác chiến chống ngầm Thiểm Tây Y-8 đã bay vào góc tây nam của vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Trong tháng này, máy bay Trung Quốc đã được phát hiện trong khu vực nhận dạng của Đài Loan vào các ngày 8, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 và 23 tháng 8.
Vào ngày 12 tháng 8, ba chiếc Y-8 bao gồm các biến thể khác nhau, cùng với 4 máy bay chiến đấu Shenyang J-16. Trong khi vào ngày 17 tháng 8, hai chiếc Y-8 và một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KG-500 cũng được nhìn thấy trong vùng trời này, cùng với 6 máy bay chiến đấu J-16 và 2 máy bay ném bom H-6. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Tiếp theo là các thông tin về tình hình tại Afghanistan. Thưa quý vị, trong bối cảnh sân bay Kabul đang kẹt cứng bởi hàng ngàn người dân và người nước ngoài đang sống tại đây, thì Mỹ phải chịu áp lực không nhỏ từ các đồng minh trong việc gia hạn thời gian sơ tán là ngày 31 tháng 8. Trong đó thì Anh và Pháp là một trong các nước kêu gọi kéo dài thời gian này. Tuy nhiên, đây có vẻ là vấn đề khá nan giải khi một quan chức của lực lượng Taliban tuyên bố họ sẽ không chấp nhận nếu có nhận được yêu cầu gia hạn. Sau khi Taliban chiếm đóng Afghanistan, hàng nghìn người đổ dồn về sân bay Kabul nhằm tìm đường rời khỏi đất nước. Giới chức Mỹ hôm 23 tháng 8 cho biết họ đang gấp rút tìm cách gia hạn thời gian sơ tán công dân Mỹ và các nước đồng minh. Anh và Pháp cũng nằm trong số các nước kêu gọi nới lỏng thời hạn 31 tháng 8. Tuy nhiên, một số quan chức Taliban cho biết các lực lượng nước ngoài đã không tìm cách gia hạn và nếu có cũng sẽ không được chấp thuận. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng Mỹ đang đàm phán hàng ngày với Taliban và đang đạt được tiến bộ lớn trong công tác sơ tán ở Afghanistan. Trái ngược với bình luận lạc quan của ông Sullivan, các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng chỉ trong trường hợp hầu hết mọi việc đều suôn sẻ thì mới đưa được hết người Mỹ ra đi trước ngày 31 tháng 8. Họ lo ngại về việc công dân Mỹ không thể đến được sân bay, các cuộc tấn công khủng bố và quy trình xử lý phức tạp. Ngay sau đó, thì Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp giao ban của các quan chức tình báo rằng việc sơ tán công dân khỏi Afghanistan rất khó có khả năng sẽ được hoàn thành trước thời hạn 31 tháng 8. Với hàng nghìn người Afghanistan và người nước ngoài tuyệt vọng tập trung tại sân bay Kabul với hy vọng chạy trốn khỏi Taliban, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ quyết định về việc có kéo dài thời hạn sơ tán trong thời gian sớm nhất. Ông Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện cho rằng việc sơ tán rất khó để hoàn thành trước ngày 31 tháng 8. Thật khó để sơ tán quá nhiều người khỏi Afghanistan từ bây giờ đến cuối tháng. Tôi rất vui vì thấy Mỹ đã sơ tán 11.000 người chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, do những khó khăn về hậu cần, việc di chuyển mọi người đến sân bay vẫn còn hạn chế, và nếu duy trì sự hiện diện quân sự là cần thiết, chúng tôi sẽ làm. Vào ngày 22 tháng 8, ông Biden cảnh báo rằng cuộc sơ tán sẽ khó khăn và đau đớn, và cũng khó tránh khỏi những sai sót. Ông nói thêm rằng quân đội Mỹ có thể ở lại sau ngày 31 tháng 8 để giám sát việc sơ tán. Như vậy, trong suốt 2 ngày qua, Taliban đã làm những gì? Lực lượng này đã thả hơn 900 tù nhân bị chính quyền Afghanistan bắt giữ tại 5 tỉnh của nước này. Truyền thông của địa phương cho biết số lượng tù nhân được thả ở tỉnh Kandahar là 220 người, trong khi đó lại không cung cấp dữ liệu chính xác của 4 tỉnh còn lại gồm Nimrud, Rani, Fayab và Roshgan. Kể từ khi trở lại nắm quyền cai trị Afghanistan vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, Taliban đã liên tục thả phạm nhân khỏi các nhà tù trên khắp đất nước. Hiện vẫn chưa rõ Taliban làm như vậy là vì mục đích gì. Theo hình ảnh của một số bức thư được đài CNN đăng tải mới đây, Taliban đã đưa ra án tử hình đối với anh trai của một thông dịch viên Afghanistan làm việc cho quân đội Mỹ vì cho rằng người này có hành vi giúp đỡ Mỹ và bao che cho em trai của mình. Taliban mới đây được cho là đã phán án tử đối với anh trai của một thông dịch viên người Afghanistan làm việc cho quân đội Mỹ thông qua 3 bức thư. Trong bức thư thứ nhất, Taliban nêu rõ người này phải có mặt tại phiên điều trần với các cáo buộc giúp đỡ người Mỹ và bao che cho em trai. Nội dung bức thư thứ hai xoay quanh về việc người anh trai của thông dịch viên không xuất hiện trong phiên tòa được yêu cầu tham dự. Còn lại bức thư cuối cùng, Taliban thông báo rằng vì người đàn ông nói trên đã bỏ qua những lời cảnh báo về việc ngừng phục vụ cho người Mỹ và không tuân thủ trắc đòi hầu tòa, nên sẽ bị tuyên án vắng mặt và phải nhận án tử hình. Trong thư, Taliban nêu rõ đây là quyết định cuối cùng của tòa án, ông không có quyền kháng cáo. Theo CNN, phương tiện truyền thông công khai các bức thư trên, những văn bản này được viết bằng tiếng Pashto và được đóng dấu tương tự với con dấu trong các văn bản lưu trữ của Taliban. Tuy nhiên, CNN không nêu rõ danh tính của những người liên quan nhằm bảo vệ họ trước những mối đe dọa như hiện nay. Theo hãng tin Reuters, trong động thái mới nhất, Taliban đã quyết định bổ nhiệm ông Haji Mohammad Idris làm quyền thống đốc ngân hàng trung ương của Afghanistan như một biện pháp nhằm xoa dịu tình trạng kinh tế đang trở nên ngày càng bất ổn của quốc gia Nam Á này.
Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho biết, lực lượng này đã chỉ định ông Haji Mohammed Idris đảm nhiệm cương vị quyền thống đốc Ngân hàng Trung ương Afghanistan, với hy vọng ông Idris có thể tái thiết các thể chế nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế mà người dân đang phải đối mặt như hiện nay. Trong nhiều năm trở lại đây, nền kinh tế Afghanistan đã rơi vào giai đoạn bất ổn vì hệ quả của chiến tranh. Tình trạng này trở nên tồi tệ hơn sau khi Taliban trở lại nắm quyền cai trị đất nước vào ngày 15 tháng 8 vừa qua. Các ngân hàng phải đóng cửa, nhiều văn phòng chính phủ ngưng hoạt động suốt một tuần sau đó. Không những vậy, nhằm ngăn chặn Taliban tiếp cận nguồn tiền nước ngoài, Mỹ đã thông báo đóng băng khối tài sản 10 tỷ đô la Mỹ của Afghanistan tại các ngân hàng nước này. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng có động thái tương tự khi quyết định trì hoãn cung cấp các khoản tài chính dành cho Afghanistan. Thưa quý vị, nếu có thể chọn ra một bức ảnh đau lòng trong sự hỗn loạn ở Afghanistan lúc này, cá nhân tôi sẽ chọn hình ảnh ngay phía sau đây. Một người phụ nữ, đó là gương mặt của một người phụ nữ với ánh mắt đầy lo sợ về tương lai bất định, là nỗi lo thường trực với những tiếng gõ cửa đầy ám ảnh của Taliban, là nỗi sợ hãi rằng lịch sử đau thương của 20 năm trước lặp lại. Thấu hiểu đằng sau những uất ức và khổ đau này, tại nhiều nước như Mỹ Latin, Argentina, Mexico hay Brazil, người dân đã tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình để đòi quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em ở Afghanistan. Tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, những người biểu tình phản đối bên ngoài dinh thự của Thủ tướng Alberto Fernandez và yêu cầu chính quyền của ông không công nhận chính phủ Taliban. Chúng tôi hiểu rằng một khi Taliban nắm quyền thì điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi cũng biết rằng phụ nữ Afghanistan rất mạnh mẽ. Họ đã dám xuống đường biểu tình tố cáo những chính sách phiến diện mà Taliban đang thực hiện. Trong khi đó, hàng chục phụ nữ đã tụ tập bên ngoài trụ sở của Bộ Ngoại giao Mexico để nhấn mạnh sự đối xử của Taliban đối với phụ nữ và trẻ em gái là không thể chấp nhận được. Phụ nữ Mexico cũng kêu gọi chính phủ nhanh chóng thúc đẩy quá trình xin tị nạn cho công dân Afghanistan. Khi lên nắm quyền, Taliban đã từng cam đoan rằng trong quá trình tái thiết Afghanistan, phụ nữ và trẻ em sẽ được đảm bảo quyền lợi đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng đó chỉ là lời hứa suông và thực tế chắc chắn sẽ khác hoàn toàn. Minh chứng là có rất nhiều người phụ nữ Afghanistan đã lên tiếng tố cáo Taliban, ép họ phải nghỉ việc không lý do. Quý vị và các bạn thân mến, sự căng thẳng, lo lắng và một bầu không khí u ám là những gì có thể thấy ở sân bay Kabul vào thời điểm này. Nhưng ngay cả khi lên chuyến bay rồi, để sơ tán rồi, nhưng sự lo âu và bất an ấy vẫn không hề biến mất đi, mà thậm chí là còn được thể hiện rõ ràng hơn. Những khuôn mặt buồn bã sau đây sẽ nói lên tất cả. Sân bay Kabul vào một buổi tối muộn ngày 24 tháng 8, không còn cảnh xô đẩy chen lấn, người dân sơ tán xếp hàng trật tự, chỉ là lúc bước lên máy bay. Chẳng ai nói với ai câu nào, họ cứ im lặng và buồn bã, chờ chuyến bay chậm chậm cất cánh để rời khỏi quê hương. Taliban nắm chính quyền khi tiếp quản thủ đô của Afghanistan vào ngày 15 tháng 8, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh rút quân sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Những người Afghanistan và người nước ngoài đang sống ở đây đã rất hoảng sợ và vây kín sân bay kể từ đó. Họ khao khát được lên bất cứ chuyến bay nào để thoát khỏi cảnh hỗn loạn. Nhiều người sợ hãi Taliban sẽ trả đũa và thực thi các điều luật Hồi giáo khắc nghiệt trong thời gian lực lượng này nắm quyền từ năm 1996 đến năm 2001. Nhà Trắng cho biết tính từ ngày 14 đến 23 tháng 8, Mỹ đã tạo điều kiện cho việc sơ tán 48.000 người. Việc Taliban tiếp quản Afghanistan đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc di cư của người Afghanistan và lặp lại cuộc khủng hoảng di cư năm 2016 khi hơn 1 triệu người từ quốc gia Nam Á này đã đến và tái định cư ở châu Âu. Theo hình ảnh được hãng tin Reuters đăng tải cho thấy, nhiều nhóm người Afghanistan vẫn đang tiếp tục chờ trực ở sân bay Kabul trong sự nôn nóng khi thời hạn chót sơ tán là ngày 31 tháng 8 đang đến gần. Theo thông báo từ các nhà chức trách Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Mỹ Joe Biden mới đây đã nhất trí cùng hợp tác trong việc đảm bảo tất cả những người đủ điều kiện có thể rời khỏi Afghanistan, kể cả khi thời hạn sơ tán ban đầu 31 tháng 8 kết thúc. Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn chót sơ tán, các quốc gia vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ di tản công dân của mình khỏi Afghanistan. Theo thống kê, hiện đã có 48 người đã rời khỏi quốc gia Tây Nam Á này trong các chuyến bay sơ tán, kể từ ngày 14 tháng 8 khi lực lượng Taliban tiến vào Kabul. Việc Taliban tiếp quản đất nước nhanh như chớp trong tháng này đã buộc Tổng thống Ashraf Ghani phải rời đất nước, cũng như biến tiến trình rút quân của Mỹ thành cuộc đua di tản ồ ạt khỏi Afghanistan.
Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, ông Sung Kim, đặc phái viên về Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã kêu gọi Triều Tiên tái khởi động đàm phán hạt nhân với Mỹ. Lời kêu gọi được ông Sung Kim đưa ra sau các cuộc thảo luận với các quan chức Hàn Quốc liên quan tới các cuộc đàm phán hạt nhân bị trì hoãn. Ông Kim cũng nhấn mạnh với người đồng cấp phía Triều Tiên rằng ông sẵn sàng gặp họ bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào để thảo luận về vấn đề hạt nhân. Sau cuộc gặp với ông No Kyo-duk, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh bán đảo Triều Tiên, đặc phái viên về Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Sung Kim nhấn mạnh, chính quyền ông Biden không tìm cách đưa ra dấu hiệu thù địch đối với Triều Tiên thông qua các cuộc tập trận với Hàn Quốc và cho rằng hoạt động này là thường xuyên và mang tính phòng vệ. Ông Kim dự kiến cũng sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mogulov, người cũng đang có chuyến thăm Hàn Quốc. Sau cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đã đình trệ kể từ năm 2019. Tại cuộc gặp đó, Mỹ đã từ chối yêu cầu của Triều Tiên nhằm nới lỏng trừng phạt kinh tế để đổi lại việc giảm một phần năng lực hạt nhân của nước này. Vào đầu tháng 8, Triều Tiên đã đưa ra thông điệp kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt quốc tế, cấm nước này xuất khẩu kim loại và nhập nhiên liệu tinh chế cũng như một số hàng hóa để đổi lại việc nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ. Ngay sau đó, đặc phái viên của Nga và Hàn Quốc cũng đã tổ chức một cuộc hội đàm tại Seoul để thảo luận về các vấn đề Triều Tiên, đặc biệt là trong bối cảnh Triều Tiên vừa đưa ra cảnh báo rằng các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc có thể gây ra một cuộc khủng hoảng an ninh. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mogulov đã gặp đặc phái viên của Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh bán đảo Triều Tiên No Kyo-duk tại thủ đô Seoul vào ngày 24 tháng 8. Trong cuộc gặp, ông Mogulov tái khẳng định Moscow sẵn sàng đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cũng như ủng hộ các cuộc đối thoại hạt nhân giữa các nước liên quan. Cuộc tập trận chung kéo dài 9 ngày giữa Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu vào ngày 16 tháng 8. Cho đến nay, truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn giữ im lặng, làm dấy lên lo ngại rằng nước này có thể tiến hành một vụ thử tên lửa hoặc thực hiện các hành động khác để thể hiện sự phản đối. Tại Nga vừa qua, lễ khai mạc Hội thao quân sự quốc tế lần thứ 7 Army Games 2021 và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2021 đã long trọng diễn ra tại công viên Bajor ở ngoại ô Moscow với sự tham gia trực tiếp của Tổng thống nước chủ nhà ông Vladimir Putin. Trong 7 lần tổ chức Army Games từ năm 2015 tới nay, đây là lần đầu tiên ông Putin tới dự và phát biểu trực tiếp tại lễ khai mạc. Vừa qua, lễ khai mạc Hội thao quân sự quốc tế lần thứ 7 Army Games 2021 và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2021 đã long trọng diễn ra tại công viên Patriot ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga. Hai sự kiện được tổ chức đồng thời, thu hút các phái đoàn từ gần 100 quốc gia trên thế giới. Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ý nghĩa lớn lao của Army Games và Diễn đàn Army năm 2021 là nơi quy tụ đại diện của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga và nước ngoài, các doanh nghiệp quốc phòng, các viện nghiên cứu khoa học, thiết kế và chế tạo. Ông khẳng định diễn đàn và hội thao quân sự thể hiện trình độ hiện tại của lực lượng vũ trang Nga, thể hiện tiềm năng đổi mới mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Putin khẳng định nên tự hào khi Nga luôn cống hiến cho các đồng minh và đối tác của mình. Ông cho biết trong những năm qua, Nga luôn thực hiện nhất quán chương trình trang bị vũ khí của nhà nước và chương trình dài hạn phát triển khu liên hợp công nghiệp quân sự, khẳng định rằng vũ khí Nga luôn giành được sự quan tâm và có nhu cầu cao trên thị trường thế giới, góp phần bảo vệ nền an ninh của nhiều quốc gia. Army Games 2021 là nơi phô diễn những khả năng tác chiến ngày càng vượt trội của vũ khí, khí tài quân sự. Hội thao quân sự năm nay thu hút hơn 5.000 binh sĩ từ 44 quốc gia cùng tham gia cọ sát trong 34 nội dung thi đấu tại thao trường của 11 quốc gia và kéo dài đến ngày 4 tháng 9. Vào ngày 24 tháng 8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đồng ý trở thành ứng cử viên của đảng cầm quyền tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Phó Chủ tịch điều hành đảng PDP Laban cầm quyền của Philippines, ông Carlos Nograles, mới đây tuyên bố Tổng thống Rodrigo Duterte đã đồng ý trở thành ứng cử viên của đảng cầm quyền tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Tuyên bố này được đưa ra trước thềm đại hội đảng toàn quốc của PDP Laban, dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 9 tới. Tại đại hội đảng sắp tới, đảng PDP Laban dự kiến chính thức phê chuẩn liên danh tranh cử năm tới, gồm ứng cử viên tổng thống Christopher Bongo và ứng cử viên liên danh tranh cử chức phó tổng thống Rodrigo Duterte. Hiến pháp năm 1987 của Philippines quy định nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 6 năm. Hai cựu tổng thống Philippines là Joseph Estrada và Gloria Macapagal Arroyo từng tranh cử thành công chức vụ thấp hơn sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Tuy nhiên, họ chưa từng tranh cử chức phó tổng thống.
Theo luật của Philippines, chức phó tổng thống được bầu cử riêng biệt. Những nhân vật giữ chức vụ này có thể trở thành tổng thống trong trường hợp người đứng đầu tử vong hoặc không đủ tư cách. Truyền thông địa phương đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm thứ Hai 23 tháng 8 đã có chuyến thị sát đến một trang trại rừng lớn ở tỉnh Hà Bắc, phía bắc của nước này, để khảo sát kiểm tra sự phát triển của rừng cũng như là năng lực quản lý lâm nghiệp của chính quyền địa phương. Tại trang trại rừng cơ khí Shahanba ở tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có chuyến thăm đến đây để quan sát thực trạng và lắng nghe những lời giới thiệu về kế hoạch tổng thể của Hà Bắc trong việc bảo vệ núi, sông, rừng, đất nông nghiệp, hồ, đồng cỏ, cũng như chính sách quản lý trang trại rừng. Trong chuyến thị sát này, ông Tập cũng đã đến rừng tưởng niệm Thượng Hải, khu rừng nhân tạo đầu tiên của trang trại, qua đó xem xét sự phát triển của cây cối, tìm hiểu về cách trang trại rừng được quản lý để thúc đẩy tinh thần Shahanba và sự phát triển chất lượng cao. Được thành lập vào năm 1962, trang trại rừng Shahanba là khu rừng nhân tạo lớn nhất thế giới, có diện tích rộng 750 km2, nằm cách Bắc Kinh 300 km về phía Bắc, như một biện pháp cứu thủ đô Trung Quốc khỏi tình trạng sa mạc hóa. Tinh thần Shahanba được giới chức địa phương định nghĩa là sự kết hợp của cống hiến và tinh thần kinh doanh, một phương pháp tiếp cận dựa trên khoa học, thực tế và phát triển xanh. Cũng tại Trung Quốc, theo đài truyền hình Trung ương CCTV, đường hầm gió JF-22 có khả năng mô phỏng các chuyến bay với tốc độ hơn 36.000 km một giờ, tức là nhanh gấp 30 lần tốc độ âm thanh, hiện đang được xây dựng ở quận Hoài Nhu ở Bắc Kinh, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm sau. Đường hầm siêu tốc mới nhất của Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành vào năm tới, cũng như sẽ đóng góp vào các chương trình phát triển máy bay siêu thanh và hàng không vũ trụ của nước này. Thông tin này được phát trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Đường hầm gió JF-22 có khả năng mô phỏng các chuyến bay với tốc độ hơn 36.000 km/h, tức nhanh gấp 30 lần tốc độ âm thanh. Đây là đường hầm gió siêu tốc mới nhất của Trung Quốc, có thể mô phỏng tốc độ tối đa 10 km/h, do vậy sẽ giúp nước này phát triển các chương trình máy bay siêu thanh và hàng không vũ trụ. Hiện tại, tốc độ bay của máy bay dân dụng tương đương 0,8 lần tốc độ âm thanh. Máy bay chiến đấu có thể đạt 2,5 lần tốc độ âm thanh. Do vậy, máy bay siêu thanh được phát triển thông qua công nghệ này có thể đến bất kỳ nơi nào trên trái đất chỉ trong thời gian rất ngắn. Chi phí cho những lần phóng tàu vào vũ trụ cũng sẽ giảm khoảng 90% với sự xuất hiện của công nghệ này. Theo CCTV, JF-22 sẽ là đường hầm gió siêu tốc tiên tiến nhất thế giới khi nó được xây dựng hoàn chỉnh vào năm 2022. Một vụ bê bối chính trị tại Mozambique, thưa quý vị, các nhà chức trách ở Nam Phi mới đây cho biết sẽ dẫn độ cựu Bộ trưởng Tài chính Manuel Chang về nước để phục vụ cho cuộc điều tra tham nhũng có liên quan đến khoản nợ 2 tỷ đô la Mỹ. Theo một thông báo của Bộ Tư pháp và Dịch vụ Cải huấn Nam Phi, cựu Bộ trưởng Tài chính Mozambique Manuel Chang sẽ bị dẫn độ trở về Mozambique để tham gia cuộc điều tra về vụ bê bối 2 tỷ đô la Mỹ sau 3 năm bị bắt giam ở Nam Phi theo yêu cầu của Mỹ. Kế hoạch này được giới chức Nam Phi đưa ra trong bối cảnh Mozambique chính thức khởi tố 19 người khác vì cũng liên quan đến vụ án trên. Theo cáo trạng, các đối tượng sẽ phải đối mặt với hàng loạt tội danh như biển thủ, rửa tiền và vi phạm luật ngân sách trong vụ án tham nhũng khoản vay 2 tỷ đô la Mỹ từ các nhà tài trợ và tổ chức tín dụng quốc tế do chính phủ Mozambique bảo lãnh, dùng để thực hiện dự án hỗ trợ đánh bắt cá ngừ, an ninh hàng hải và phát triển nhà máy đóng tàu. Được biết, khoản nợ trên được ông Chang ký kết khi ông đang đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2005-2015. Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu của các nhà chức trách Mozambique và Mỹ, hàng trăm triệu đô la Mỹ đã mất tích không dấu vết và dự án đầy hứa hẹn trên cũng không bao giờ thành hiện thực. Hiện Mozambique đang ngày càng lún sâu hơn trong nợ nần chồng chất khi thông tin về khoản vay bí mật lên đến 2 tỷ đô la Mỹ của Mozambique được tiết lộ vào năm 2016. 14 nhà tài trợ và tổ chức tín dụng nước ngoài, bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, đã đồng loạt cắt hỗ trợ và các khoản giải ngân cho quốc gia châu Phi này. Ở khu vực nằm sâu trong dãy núi phía nam của bán đảo Haiti, khoảng 100 nông dân phải sinh sống trong những căn lều mỏng manh được dựng bằng cọc gỗ và ga trải giường, nay phải càng khó khăn chật vật hơn sau khi trận động đất vào hôm 14 tháng 8 đã phá hủy mọi thứ mà họ có, từ mùa màng cho đến chỗ cư trú tạm bợ. Cô Ivelia Michel, một bà mẹ 5 con cho biết, với lượng thức ăn và nước uống ít ỏi, những đứa con của mình đang phải chịu đói, sốt và nhiễm trùng.
Không chỉ có cô Michelle, mà đó là thực trạng mà hơn 100 người nông dân sinh sống trong những căn lều tạm bợ ở khu vực nằm sâu dãy núi phía nam bán đảo Haiti phải hứng chịu sau thảm họa động đất vào hôm 14 tháng 8 vừa qua. Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter không những gây thiệt hại lớn về người và tài sản, mà còn khiến những bậc phụ huynh lo lắng về tương lai của con cái mình khi sống trong cảnh thiếu thốn và có nguy cơ bị nhiễm bụi phóng xạ. Hiện số người thiệt mạng trong thảm họa thiên nhiên hôm 14 tháng 8 ở Haiti đã tăng lên 2.200 người và có đến gần 350 người vẫn còn mất tích dưới đống đổ nát. Giới chức địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nỗ lực cứu hộ với hy vọng tìm kiếm được thêm nhiều nạn nhân sống sót. Trong khi đó, trận động đất kinh hoàng cũng khiến gần 12.300 người bị thương và hơn 133.000 ngôi nhà, các công trình công cộng bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và bây giờ chúng ta hãy giữ nhịp và đến với các bản tin khác trên kênh truyền hình FBNC.